chia sẻ buồn vui. Thầy cho ta đến với nhau, tuy không cùng cha cùng mẹ, nhưng cùng chỉ hướng cùng chung một tấm lòng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, xin được một lần nữa chào mừng tất cả quý sư thầy, quý sư cô cũng như là tất cả quý vị Phật tử đang đến với tỉnh Thất Thinh Nguyên trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Và kính thưa quý vị, thì ngay bây giờ thì con cũng xin được tự giới thiệu. Con tên là Thúc Hào, pháp danh là Nguyên Kiệt. Và ngày hôm nay thì may mắn được sư phụ cho phép đứng ở đây để kết nối giữa sư phụ, sư cô cũng như là tất cả quý vị đang có mặt trong buổi chiều hôm nay. Và vừa rồi thì tất cả chúng ta vừa tham gia vào buổi lễ tắm Phật và có thể nói là rất là thành công viên mãn, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta ngoài niềm vui đến đây để tham gia ngày lễ Phật đản, để mừng ngày đản sanh của Đức Phật, thì tỉnh Thất Thinh Nguyên cũng có một cái niềm vui nho nhỏ nữa. Đó chính là ngày sinh của sư phụ Thích Quảng An. Mà như lúc nãy sư phụ đã chia sẻ rồi thì chắc có một số quý vị Phật tử cũng đã biết. Thì ngày hôm nay tất cả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một chút suy nghĩ của Thầy, cũng như là Thầy sẽ chia sẻ một số cái điều đến tất cả quý vị. Ngay bây giờ thì con xin nhường lời lại cho Thầy Quảng An. Xin mời Thầy có đôi lời gửi đến tất cả quý vị Phật tử cũng như là mọi người đang có mặt ở đây ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Ni Sư trú trì chùa Phước Nguyên. Hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm Kỷ Hợi. Thì trong cái không khí nước Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung đều hướng về kỷ niệm mừng khánh đản Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Thì được làm thân người, được gặp Phật Pháp và được gặp Chư Tăng. Chúng ta được ngồi trong máy Dạ Lam này, được quy kính giữ tôn dung của chư Phật, đó là niềm hạnh phúc vô biên của chúng ta. Hôm nay thật sự Thầy cũng rất là xúc động, tại vì cái ngày không biết căn duyên nhiều đời sau mà cái ngày sinh của Thầy là ngày 17 tháng 5. Thường thường sinh nhật của Thầy là nó trùng vô những cái ngày xích sát đến rằm tháng 4. Nên trong đó nó có cái niềm vui chung. Thật ra đối với tất cả những người Phật công Phật, chúng ta hướng về Đức Từ Phụ của chúng ta, tất cả những việc chúng ta làm sao để nó mang ý nghĩa chân thật nhất. Chúng ta không chạy theo hình tướng, chúng ta không chạy theo sự phô trương về vật chất, mà chúng ta phải quay trở vào với tất cả lòng thành. Chỉ có lòng thành và nương tựa nêu theo giáo pháp của Như Lai để chúng ta sống và thực tập theo con đường tu học. Có như vậy thì chúng ta mới dâng lên cúng dường chư Phật được trọn vẹn nhất. Thì hôm nay Thầy nhìn trên cái bàn trước chánh điện thì Thầy thấy các chú trang trí trên có tôn dung của Đức Từ Phụ đản sanh
dưới đến có ba cái bánh kem. Cái bánh kem trên cùng là cái bánh kem dâng cúng lên Đức Từ Phụ. Bánh kem thứ hai đó là tưởng nhớ mẹ cha. Cái bánh kem thứ ba là bánh kem mừng sinh nhật lần thứ 42 của Thầy. Thì điều đó Thầy rất hạnh phúc. Nhiều lần Thầy đã nói với tất cả quý Phật tử và các đệ tử của Thầy, tài sản quý giá nhất của Thầy đó là việc giáo dục, nuôi dạy đệ tử nên người. Thông qua việc trang trí nơi chánh điện ngày hôm nay thì Thầy thấy các con cũng đã trưởng thành. Đối với người tu sĩ thì cái ngày sinh nhật chúng ta không tập trung chú trọng vì hình thức. Cái ngày sinh nhật chúng ta hiểu là cái ngày mà chúng ta được đầy đủ thiện duyên để chúng ta có mặt trên cõi đời này. Để được làm thân người trong kinh Phật dạy rất là khó, như con rùa một mắt giữa đại dương bao la, ngàn năm mới nổi lên mặt biển một lần. Nổi lên làm thế nào để chui đầu vào được lỗ hổng trên bọng cây đang trôi trên đại dương bao la đó thì mới khó. Được làm người nó khó như vậy đó. Giữa đại dương bao la mà để mà chui lên, ngoi đầu lên mà đưa cái đầu vào cái lỗ trong cái bọng cây trôi nổi trên giữa đại dương, điều đó không dễ dàng. Mà để làm được kiếp người cũng khó như vậy. Nên hôm nay Thầy rất là mừng, rất là hạnh phúc vì Thầy đã được làm người. Và càng hạnh phúc hơn, Thầy đang ngồi đây dưới sắc màu hình y của Như Lai. Một lần nữa Thầy nhắc lại, trong cái ngày hôm nay chúng ta hướng vọng về Đức Từ Phụ với tất cả những lòng thành, gọi là chí thành chí kính, và chúng ta quỳ trước Ngài để rằng chúng ta cảm ơn Ngài đã thị hiện nơi cõi ta bà này. Chư Phật ra đời trong kinh Pháp Hoa dạy là vì đại sự nhân duyên lớn, vì một đại sự nhân duyên lớn mà chư Phật thị hiện, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là dẫn dắt chúng sanh để đi vào con đường giác ngộ giải thoát, tìm đến cái điểm an lành. Thì chúng ta được đầy đủ phước duyên, chúng ta ngồi trong đây. Nhưng để chúng ta ngồi được đây thì chúng ta phải nhớ rằng người thứ hai mà chúng ta nghĩ đến như cái bánh kem thứ hai, đó là chúng ta phải nghĩ đến mẹ cha mình. Có một thực tế trong cuộc sống, các bạn trẻ hoặc tất cả những người mà Thầy thấy tổ chức sinh nhật thường thường là tổ chức tiệc để mời bạn bè đến cùng ly chúc mừng, rồi ăn chơi, rồi tổ chức để mà vui những cái thú vui mà người ta thấy đó là sự hưởng thụ. Nhưng có ai nghĩ rằng cái giờ phút mà chúng ta chuẩn bị cất tiếng khóc chào đời đó, mẹ chúng ta đau như thế nào? Mẹ chúng ta lo lắng như thế nào? Và cha chúng ta phải hồi hộp, phập phồng, lo âu. Tại vì để sinh một em bé ra đời thì người mẹ đứng trước
cái cảnh mà người ta nói là ngàn cân treo sợi tóc. Có những người mẹ khi sanh đứa con ra đời thì trước cái sự đau đớn của thể xác, người mẹ đó không vượt qua nổi. Để rồi khi tiếng khóc chào đời của con cũng là sự ra đi mãi mãi của mẹ. Thì vì vậy, tất cả bạn con, Thầy xin lỗi quý Phật tử cho Thầy nhắc tất cả đệ tử của Thầy. Tất cả bọn con có mặt cũng như Thầy đây, có mặt trên cuộc đời là chúng ta do nghiệp lực. Vì nghiệp lực mà chúng ta nương nơi tinh cha hiếc mẹ để mà chúng ta thọ cái thân này. Nếu không có cha mẹ chúng ta thì không thể có chúng ta trên cuộc đời này. Vì vậy cái ngày sinh nhật, một lần nữa Thầy nhắc đến là kể cả Thầy và tất cả các con phải luôn luôn nhớ nghĩ đến cái ngày mà chúng ta ra đời, để chúng ta không quên công ơn cha mẹ. Mà khi đã không quên công ơn cha mẹ thì chúng ta phải sống thế nào để cho trọn kiếp người, để cho sự đau đớn, sự hy vọng của mẹ cha được đền đáp thật sao cho nó xứng đáng. Thì tụi con cũng biết rằng trước khi sinh ra chúng ta thì mẹ cha chúng ta lo lắng vô cùng. Nhưng khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời thì mẹ cha chúng ta lại vỡ òa hạnh phúc. Dù trước đó đau đớn thế nào thì sau khi nghe được tiếng khóc của con mình thì cha mẹ hạnh phúc vô tận mà quên đi tất cả. Vì vậy trong ngày sinh nhật, Thầy muốn các con phải luôn luôn nhớ nghĩ đến mẹ cha. Khi chúng ta nghĩ nhớ đến mẹ cha thì chúng ta phải trân trọng những gì chúng ta đang có. Thì các con đều sống trong một môi trường thanh nguyên, đều được che chở bởi trên ba ngôi tam bảo và được sự hộ trì của quý Phật tử. Còn Thầy là sư phụ của tụi con, Thầy chỉ là người trung gian mà thôi. Thầy chỉ đảm nhận vai trò nuôi dạy tụi con. Nên Thầy mong rằng cái món quà mà tụi con tặng cho Thầy trong ngày sinh nhật là sự đến xuất phát từ sự chân thành của tất cả những đệ tử tụi con. Sự chân thành của tụi con thể hiện ở nơi cách sống của tụi con. Khi tụi con được cạo cái đầu trọc, khoác trên mình chiếc áo màu vàng là màu của giải thoát, thì tụi con phải biết trân quý từng phút giây như vậy để duy trì và phát triển nuôi dạy hơn 30 chú tiểu ở Thanh Nguyên. Thì nói thật, nhiều lúc sư phụ cũng quá tải. Tụi con có biết có những đêm sư phụ không ngủ được, tại vì trong căn phòng của sư phụ thì có 9 chú tiểu ngủ với Thầy. Trong đó chó con á, thì mới có 14 tháng, tức là từ khi 3 tháng chú tiểu nhỏ nhất đã nằm ngủ bên cạnh sư phụ. Và
bé mà sư phụ mới nhận 3 tuổi. Tụi trẻ tụi con biết rồi, tụi con thì có thể ngủ ngon, nhưng nửa đêm em khóc thì sư phụ phải dậy để vỗ về cho em được ngủ. Nhưng sắc may là sư phụ phải dạy để mà công phu cùng bằng con. Rồi lại khi mặt trời mọc lên thì sư phụ phải gánh trên vai mình một cái nhiệm vụ rất là lớn, nhiệm vụ của một vị trụ trì. Cái chữ trụ trì nó nhẹ nhàng nhưng nó nặng vô cùng. Chữ trụ trì nghĩa là trú Như Lai xứ, trì Như Lai tạng, là phải trú cái trú xứ này để xây dựng một ngôi tam bảo thanh nguyên này, để tạo dựng cái phương tiện căn bản để cho tứ chúng đồng tu, để cho những ai đến đây một phút một giây thì người ta thấy được sự giải thoát, sự an lạc nơi chốn thiện môn. Vế thứ hai là trì Như Lai tạng, tức là phải hành trì theo giáo pháp của Như Lai và tìm sự giải thoát nơi cái việc hành trì đó, để rồi đem cái sự giải thoát đó đến cho những ai có duyên với mình trong cuộc đời này, để mà báo Phật ân. Nói thì rất là dễ, nhưng mà cuộc đời tụi con biết rồi, nó không bao giờ một với một bằng hai, mà đôi khi một với một nó là bằng ba hoặc bằng năm. Tụi con biết một người tu sĩ theo giới luật là không được nuôi trẻ đâu, tại vì tụi con chưa lớn, tụi con chưa khôn, tụi con chưa biết cái cách sống thế nào là đúng, thế nào là chuẩn mực, thế nào là trưởng thành. Nên mỗi ngày từ sáng tới chiều thầy phải đi nhắc nhở, thầy phải la rầy, thầy phải đi quở trách để rồi chỉnh sửa tụi con. Khi thức dậy tụi con biết rằng việc đầu tiên sư phụ nghĩ rằng sáng này bọn con phải ăn gì. Tuổi tụi con đang lớn thì không thể một ngày món này, ngày mai phải món nọ. Thầy động viên mấy cô nhà bếp làm sao phải đổi món liên tục để bọn con trước khi đi học được an ấm lòng. Rồi có những lúc tụi con biết rằng đến mùa học đầu năm, để đóng tiền học cho bọn con thì sư phụ rất là lo. Tại vì một người tu sĩ không làm ra tiền, bản thân tụi con biết rằng sư phụ hàng ngày ở trong chùa, sư phụ ít đi ra khỏi chùa. Tại vì người tu sĩ mà chúng ta cứ đi mãi ngoài đường để mà kết duyên thì chúng ta không dễ gì giải thoát được. Cái duyên còn càng nhiều thì chúng ta càng phiền não chừng đó. Nhưng thầy cũng cảm ơn các con, tại vì khoảng thời gian qua các con có duyên về với thầy trong tình thầy trò, nhưng so ra thầy thấy các con rất là ngoan. Chỉ có điều đó mới cho thầy động lực để mà vượt qua những cái lúc mà nói thật với tụi con rằng sư phụ tưởng rằng mình vượt qua không nổi, để xây dựng một ngôi già lam từ ban đầu 300 mét vuông để rồi bây giờ là 4.200 mét vuông với 11 năm qua. Nhưng để đổi lại không phải như những gì chúng ta đang nhìn thấy đâu, mà nó có rất nhiều những cái chướng duyên
những sự éo le mà không thể nào mà diễn tả bằng ngôn ngữ được. Vì người tu sĩ có những lúc là chúng ta phải nuốt những cái nỗi buồn vào trong bên trong, để chúng ta lấy chữ, chúng ta thực hành theo hạnh nhẫn của người tu sĩ. Mà trong chữ nho, tụi con biết chữ nhẫn là sao không? Chữ nhẫn là bộ đao ở trên và bộ tâm ở dưới, tức là con dao đâm vào tim mà mình phải chịu đựng, để mình thấy rằng mình trải nghiệm. Nhưng để thực hiện được điều đó không phải dễ đâu. Tại vì chúng ta, thầy của bọn con cũng là con người, hỷ nộ ái ố vẫn còn. Nên trong mùa Phật đản năm nay, thầy không mời Phật tử về đông, mà thầy chỉ tổ chức gói gọn trong khuôn viên Già Lam này, trong cái tình đạo vị của chúng thầy trò và quý Phật tử ngồi lại đây, để chúng ta một lòng hướng về Phật, chúng ta một lòng hướng về những cái gì mà chúng ta đang có, để chúng ta trân trọng và biết ơn, biết ơn cuộc sống. Nên nơi Thanh Nguyên rất là hạnh phúc, tại vì nơi Thanh Nguyên có hương vị của sự giải thoát. Từ 4 giờ sáng đã có những lời kinh tiếng kệ, rồi từng giờ từng phút trong đêm tối, những tiếng, những bước chân kinh hành nhẹ nhàng, những tiếng niệm Phật tạo nên một chốn Già Lam rất là trang nghiêm thanh tịnh. Cái điều đó khiến sư phụ rất là mừng. Dù cái đánh đổi rất nhiều cái nỗi khổ, rất nhiều những cái sự mà đắng cay, thì sư phụ cũng cam lòng. Sư phụ chỉ có một hoài bão làm sao đệ tử của sư phụ một ngày một trưởng thành hơn, một ngày, mỗi ngày một biết trân trọng những gì mình đang có. Sư phụ thường nói bằng con là tất cả chúng ta, đa phần các con vì một hoàn cảnh nào đó không may mắn như những đứa trẻ khác, nên các con về với sư phụ. Nhưng trong cái thiếu may mắn đó thì nó lại có cái điều rất là phước báo, tức là tụi con đời này được cái duyên lành với Tam Bảo, được đêm ngày nương nơi lời kinh tiếng kệ để mà tu học giác ngộ giải thoát. Lời sư phụ dạy các con làm sao là phải tin sau nhân quả, để đêm ngày chúng ta phải lạy Phật sám hối, sửa đổi bản thân, để chúng ta khỏi phụ lòng của chư Phật, mà khỏi phụ lòng của Thầy Tổ, mà khỏi phụ lòng của Đặng Na Tiến Thí. Trong ngày sinh nhật của sư phụ, nó trùng với ngày chúng ta tổ chức lễ tắm Phật, thì sư phụ chỉ có vài lời sẽ chia với tất cả các đệ tử của thầy, và gửi gắm cái tình yêu thương đến tất cả quý Phật tử, để rằng tất cả quý Phật tử phải gìn giữ những gì để chúng ta làm hộ pháp cho Phật pháp. Thầy trò Tịnh Thất Thanh Nguyên không thể
yên lòng tu học khi không có quý Phật tử đứng sau lưng hộ trì. Nên nhân mùa Phật đản này, Thầy cũng xin gửi đến quý Phật tử lời tri ân về những tháng ngày mà quý vị đã cùng đồng hành với Thầy trong suốt thời gian qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin được cảm ơn sư phụ với những lời chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, thưa quý Phật tử thân mến, có thể nói là những lời chia sẻ của sư phụ lúc nãy thực sự để lại ấn tượng cũng như là rất là nhiều cái tình cảm. Và con tin rằng trong lòng tất cả mọi người, đúng không ạ? Và có thể nói rằng sư phụ nói là cha mẹ có ơn đức sinh thành rất lớn đối với mỗi người. Chắc hẳn mỗi người ở đây có những chú tiểu là phận con, thì chắc hẳn sẽ thấu hiểu rất là nhiều những điều mà sư phụ vừa chia sẻ. Và cũng có thể nói rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra. Và nhà Phật của chúng ta cũng có nói là khi mà chúng ta tôn kính cha mẹ mình thì đó cũng như là Phật tại gia, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì nhân ngày sinh nhật của sư phụ, một ngày rất là vui đối với riêng trong tỉnh thất Thanh Nguyên, thì thay mặt cho các bạn cũng như là các chú đệ tử xin chúc sư phụ có thật nhiều sức khỏe. Và bên cạnh đó thì cũng có một vài lời chia sẻ, xin mời chú Minh sẽ cùng lên chia sẻ những tâm tư tình cảm cũng như là những cảm xúc của mình trong ngày hôm nay. Xin mời ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ cùng sư cô và toàn thể Phật tử có mặt tại đây. Hôm nay con thật sự được vinh hạnh khi được thay mặt toàn thể các chú tiểu trong chùa để chia sẻ suy nghĩ của con về ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mà toàn thế giới cùng hướng về thiết lễ và kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Là người con Phật thì hôm nay tất cả mọi người hãy thành tâm hướng về mười phương chư Phật để chiêm ngưỡng lễ bái và cúng dường. Thì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của sư phụ chúng con. Con xin thay mặt tất cả các huynh đệ trong chùa kính chúc sư phụ luôn tràn đầy sự an lạc, luôn khỏe mạnh và luôn thành công trong công việc Phật sự, xuyển dương giáo pháp của Như Lai để hàng đệ tử chúng con luôn được sư phụ dẫn dắt trên con đường tu nhân học Phật, cũng như để hóa độ tất cả chúng sanh ở cõi ta bà này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ sư phụ hỏi thật, những tháng ngày tụi con ở với sư phụ thì có những cái nỗi niềm tâm sự gì trong ngày này Thầy muốn tụi con chia sẻ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ và sư cô cùng toàn thể Phật tử, hôm nay nhân ngày lễ Phật đản và ngày mừng sinh nhật của sư phụ, chúng con có đôi lời xin gửi đến sư phụ. Chúng con rất hạnh phúc khi được sư phụ chỉ dạy và nuôi dưỡng chúng con trưởng thành. Sư phụ vì chúng con
mà quên đi cuộc đời mình. Những ngày chúng con ở bên cạnh sư phụ là những ngày chúng con cảm thấy mình hạnh phúc và trưởng thành hơn khi được sư phụ chỉ dạy. Chúng con xin kính chúc trên sư phụ có thật nhiều sức khỏe và thành đạt trong công việc Phật sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được cảm ơn chú Hải với những lời chia sẻ vừa rồi. Và có thể nói rằng tuy là các chú của chúng ta không thể hiện nhiều quá bằng lời nói, nhưng mà bằng những cái việc như là hành động ngày hôm nay, các chú chăm lo cho buổi lễ cũng như là tất bật chuẩn bị, thì điều đó cũng nói lên rằng rất là quan tâm đến buổi lễ ngày hôm nay, và có một phần nào đó cũng rất quan tâm đến những việc mà sư phụ đã làm. Và chắc hẳn thì mỗi người trong số các em cũng biết ơn sư phụ rất là nhiều. Một người có thể nói là vừa thay cái vai trò là cha mà vừa thay cái trách nhiệm với công việc là mẹ. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị Phật tử cũng như là tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ sư cô. Dạ, xin mời sư cô ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì Tịnh Thất Thanh Nguyên, kính thưa đại chúng, kính thưa đến chư thiện nam tín nữ Phật tử trong đạo tràng ngày hôm nay. Hôm nay đây cũng là một cái nhân duyên, lần đầu tiên sư cô dự trong cái dịp lễ Phật đản, và đồng thời đó cũng là ngày sinh nhật của thầy trụ trì. Đây cũng là một diễm phúc. Lời đầu tiên nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ trên thầy trụ trì pháp thể khinh an, Phật sự thuận duyên trong công tác Phật sự, và mãi mãi đầy đủ sức khỏe để chăm lo cho đàn con thân yêu nơi Thanh Nguyên này. Và thân chúc đến thiện nam tín nữ Phật tử một mùa Phật đản tràn đầy hỷ lạc. Thưa quý vị, hôm nay cái nhân duyên lớn nhất đó là tất cả người con Phật chúng ta hân hoan đón mừng ngày Phật đản. Và đồng thời ngày Phật đản cũng là cái dịp lễ sinh nhật của sư phụ, cho nên nó cũng tùng duyên. Mà điều đặc biệt đó là sư cô có một cảm nghĩ như thế này: xin cảm ơn người mẹ đã sinh ra vóc dáng hình hài một bậc thầy mà hôm nay đối trước quý vị, một bậc sư phụ. Người mẹ ấy thật vĩ đại, đã cúng dường cho ngôi nhà Phật Pháp một người con xứng đáng. Không những tự trau dồi cho bản thân hoàn thiện về một người tu, mà còn tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Đây là một việc làm rất là khó, nhưng thầy đã làm được. Bởi vì xây chùa thì rất là dễ, nhưng độ tăng rất là khó. Không dễ gì để có đủ nhân duyên mà trong ngôi già lam tuy đơn sơ này mà gói trọn bao nhiêu tâm hồn non trẻ. Sư cô ngồi đây, sư cô nhìn xuống dưới
chỉ được cái hàng cuối cùng là tạm gọi là hiểu ý sư phụ mình nói gì. Còn hai hàng phía trên hoàn toàn chỉ nghe nhưng chưa định hướng được. Nhưng cái sự nhọc nhằn ấy chắc rằng quý vị nuôi con trẻ, quý vị Phật tử sẽ hiểu những cái nhọc nhằn mà sư phụ ở nơi đây phải chăm lo cho các chú tiểu nhỏ. Sư cô Nguyên Thanh thì chưa có đủ duyên để mà tiếp ni độ chúng như thế này. Đây cũng là một cái điều mà sư cô hằng tâm nguyện nhưng chưa làm được. Chỉ trong ngôi chùa Phước Nguyên lớn nhỏ chỉ 7 vị mà thôi, con số rất là khiêm tốn. Nhưng những cái lo âu và trăn trở của một người thầy đối với đệ tử của mình, đó là làm sao để cho người đệ tử có được cái ý thức trong sự tu tập và sự trưởng thành trong mai hậu, đủ duyên thì ra gánh vác Phật sự, chăm lo cho Tam Bảo, hoằng truyền Phật Pháp. Không đủ duyên thì cũng là một người hộ trì Tam Bảo. Sư cô Nguyên Thanh cùng với sư phụ của các chú tiểu nơi đây là môn phong pháp phái. Cái vấn đề về việc thuận duyên trong công tác Phật sự độ ni chúng thì chưa đủ duyên như thầy Quảng An, và mong rằng chư thiện nam tín nữ Phật tử hôm nay và những vị hiện diện tại nơi này, hoặc có những vị không có đủ duyên trong buổi lễ này, mong rằng quý vị cùng với thầy Quảng An để chăm lo công tác Phật sự, từ việc xây dựng cho đến trợ duyên cho các chú tiểu. Bởi vì đây là những vị Phật tương lai, những vị hòa thượng sau này lớn lên và gánh vác trọng trách của Phật Pháp. Trong một ngôi nhà chỉ vài người con là đã khó khăn rồi, huống chi nơi đây sư cô cũng là người tiếp ni độ chúng. Sư cô rất là hiểu và rất là cảm thông cho thầy, và cũng luôn hướng vọng về nơi đây để nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thầy Quảng An luôn có sức khỏe và đủ duyên để hoằng truyền Phật Pháp tại nơi Già Lam Thanh Nguyên này. Thưa quý vị, điều mà chúng ta muốn nói đó là cái việc mình làm không phải đem lại cái lợi lạc cho bản thân mình, mà cái chính đó là quý thầy, quý sư cô luôn luôn tâm nguyện là người con Phật, mình làm được gì, mình đã thọ ơn Phật, thọ ơn của đàn na tín thí, mình tu như thế nào và mình làm việc như thế nào để đền đáp một phần nhỏ trong công ơn của chư Phật và ơn của đàn na tín chủ. Muốn đền đáp thâm ân của chư Phật, ân của đàn na tín thí, thập phương bá tánh, không gì bằng đó là xây dựng trùng tu ngôi Tam Bảo. Bởi vì ngôi Tam Bảo hiện hữu trên thế gian này, biết bao nhiêu tâm hồn nương nơi cái giáo pháp của Phật đó để có chỗ tu tập, để chuyển hóa cái thân tâm của mình. Thì hôm nay
Trước bảo điện Trang Nghiêm nhân mùa Phật đản, nguyện cầu mười phương chư Phật, Long thần hộ pháp, chư thiên thiện thần gia hộ cho ngôi Tam Bảo Thanh Nguyên này được thuận duyên vào mùa Phật đản năm sau. Cô tin rằng ngôi chánh điện được thành tựu để che nắng, che mưa, để có ngôi già lam cho các chú tiểu tu tập. Bởi vì còn nhỏ, mừng xung quanh trống trơn, mưa nắng bốn phía như thế này thì cũng thật là xót xa. Mong rằng cái tâm nguyện của sư cô thẩm thấu được mười phương chư Phật, Long thần hộ pháp, gia hộ cho thầy quán an thuận duyên để ngôi Tam Bảo Thanh Nguyên này sớm được thành tựu. Và thân chúc chư Phật tử thuận duyên trong cuộc sống, mãi mãi là những vị Phật tử thuần thành hộ trì Tam Bảo. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin được cảm ơn sư cô với những lời phát biểu vừa rồi. Và trong bài phát biểu của sư cô, cũng như là những chia sẻ sư cô gửi đến tất cả quý vị ở đây, thì nhắc đến hai chữ là nhân duyên, thì chắc hẳn là tất cả quý vị ngày hôm nay đến với tỉnh Thất Thanh Nguyên cũng là một cái duyên, và ngồi đến bây giờ cũng là một cái duyên nữa. Cho nên là ngay bây giờ xin được mời cô Thảo, cô sẽ có đôi lời chia sẻ về chương trình ngày hôm nay. Xin được kính mời cô ạ. Xin được cảm ơn sư cô với những lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày lễ Phật đản, thì trước tiên là thưa thầy Thích Quảng An chùa Thanh Nguyên và sư cô ở chùa Phước Nguyên và tất cả các quý Phật tử gần xa đến dự lễ hôm nay cùng các chú tiểu ở tỉnh Thất Thanh Nguyên. Quả thật là trong cái ngày lễ hôm nay thì tôi cũng rất là xúc động trước những cái lời của tỉnh Thất Thanh Nguyên và sư cô ở chùa Phước Nguyên, rất cảm động trước những cái sinh hoạt một cái buổi như thế này. Thì tôi thấy là trước tiên là thay những cái Phật tử gần xa ở đây, thì tôi cũng có những cái lời muốn nói rằng vì trong cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thấy là thầy là quả thật là một người thật là tuyệt vời. Bởi tôi thấy trong gia đình của tôi nhỏ ở nhà chỉ có hai người con thôi, mà tôi thấy quả thật là vất vả, cả ngày đêm lặn lộn nuôi con, dạy con mà vẫn chưa được như thế. Mà ở đây thầy rất là đông, các quý Phật tử gần xa đến đây cũng thấy đó, đệ tử của thầy rất là nhỏ, rồi ý thức của các cái đệ tử thì có những đệ tử thì đã biết đến ý thức trong cuộc sống, nhưng có những đệ tử thì như thế nào còn quá nhỏ chưa biết gì hết. Vậy mà thầy phải là bao nhiêu công sức của thầy ngày đêm và chăm lo từng bữa ăn rồi từng manh áo mặc, chưa nói là tháng thầy phải thức dậy sớm để là lo ăn từng bữa sáng, rồi đưa các cái đệ tử của mình đến các cái trường học, từ trường mẫu giáo cho đến trường tiểu học, rồi đến trường trung học cơ sở, rồi đến trường là cấp 3. Chưa nói là những chú mà đi học ở những cái trường mà khiếm thị đó, có vẻ là sáng thầy phải đi một vòng tròn như thế, thì theo tôi nghĩ là quả thật là vất vả. Và những cái người ở trong cái cuộc đời chúng ta mà không có tâm, theo tôi nghĩ chắc không có làm được những việc như thế đâu. Và trong cái buổi hôm nay thì tôi cũng không có chuẩn bị trước, cho nên là những cái lời tôi nói không có được như ý muốn của tôi, thì mong các quý Phật tử gần xa cũng thông cảm. Lời thứ hai tôi muốn nói đó là tôi cũng mong các quý Phật tử gần xa hướng về tỉnh Thất Thanh Nguyên, để làm sao cho tỉnh Thất Thanh Nguyên cũng giống như sư cô hồi nãy nói là sớm hoàn thành được cái chánh điện để che nắng che mưa cho
các đệ tử được yên tâm học và thầy cũng được yên tâm để lo sức khỏe của mình, để lo cho các đệ tử trong cái cuộc sống của mình cho nó trọn vẹn hơn. Và theo tôi được biết ở đây, tôi cũng thường tới lui thì tôi thấy như là cái khu vực mà sinh hoạt á, nhà ở để nghỉ ngơi cho các cái đệ tử á, thì hiện nay nó cũng rất là khó khăn vì đệ tử ngày một đông mà cái nhà nghỉ ngơi thì nó rất là chật hẹp, không có đủ để sinh hoạt. Thì tôi cũng cầu mong là các quý Phật tử gần xa hướng về tỉnh thất Thanh Nguyên ạ. Và lời cuối cùng thì tôi cũng xin chúc thầy tỉnh thất Thanh Nguyên thật là dồi dào sức khỏe và luôn luôn được an lành để đủ sức cho mình để lo cho các cái đệ tử được học tập và được sống một cái cuộc sống thật an lạc. Và lời sau đó là tôi cũng xin gửi tới các cái đệ tử nhỏ ở đây một cái lời rằng là các đệ tử luôn luôn phải ngoan ngoãn, phải biết chăm nghe lời của sư phụ và cố gắng học tập để chư sư phụ được vui và lo cho các cái đệ tử ở đây ạ. Và cuối cùng tôi xin chính kính chúc thầy tỉnh thất Thanh Nguyên và sư cô ở chùa Phước Nguyên và các quý Phật tử ở gần xa một lời chúc thật sức khỏe và luôn luôn được sống an lành hướng về cái mùa của lễ Phật Đản hôm nay, và nhất đặc biệt là ngày lễ Phật Đản ở tỉnh thất Thanh Nguyên hôm nay, và cũng là ngày sinh nhật của thầy tỉnh thất Thanh Nguyên hôm nay. Cuối cùng tôi xin cảm ơn tất cả lắng nghe. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ cũng như là những lời chúc của cô Thảo, và cũng xin chúc cô sẽ có được thật nhiều sức khỏe, thật nhiều duyên lành. Và kính thưa tất cả quý vị, quý Phật tử cũng như là sư phụ, sư cô thân mến, thì ngày hôm nay biết là nhân dịp sinh nhật của sư phụ cũng trùng với lễ tắm Phật cũng như lễ Phật Đản, thì tất cả các đệ tử chúng con cũng có luyện tập một tiết mục văn nghệ để có thể gửi đến tất cả quý vị. Nên là ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị, quý Phật tử, sư phụ, sư cô, chúng ta cùng lắng nghe một bài hát có tên là Tình Thầy Trò. Xin được mời ạ. Xin được mời các chú lớn, chúng ta sẽ cùng hát bài này để cho các bạn nhỏ ở đây hát theo nhé. Thầy ơi con xin cảm ơn, ngày qua có thân hoàng toàn, thầy luôn bên các con chia sẻ buồn vui. Thầy cho ta đến với nhau, tuy không cùng cha cùng mẹ, nhưng cùng chỉ hướng cùng chung một tấm lòng. Còn bao nhiêu những khó khăn, còn bao nhiêu những mặt đời cần chia sẻ, luôn cần quan tâm. Còn bao nhiêu những trái tim vun đắp ngày mai tan vỡ, yêu người hơn chính ta yêu mình. Thầy cho ta qua bao nhiêu sóng gió vẫn có cách tâm huyền tranh, khuyên dẫn các con những lời hay ý tốt. Dẫu có ngày mai thế nào, thầy mong các con bình yên giúp đến cho đời, thầy con cũng thấy vui. Cầu xin cho khắp Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô và kính thưa toàn thể quý Phật tử, những giây phút mà chúng ta sống với nhau, đến với nhau bằng tất cả tấm lòng, thì những phút giây đó mới đem lại cái ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Có một bài thơ mà Thầy rất là tâm đắc
những câu thơ đầu tiên thôi. Có những lúc biển thấy bình êm ả, mà cũng lắm khi biển dậy sóng cuồng phong. Cuộc đời vốn nó như vậy, nhưng trong cảnh giới nào chúng ta cũng cố gắng nhìn tới phía trước để chúng ta bước tới. Cuộc sống luôn cho chúng ta những điều chúng ta cần, chứ cuộc sống không bao giờ cho chúng ta những điều chúng ta muốn đủ. Bởi vậy nên chúng ta phải biết bằng lòng với những gì chúng ta có. Cũng như ngày hôm nay, Thầy đang bằng lòng với tất cả những gì mà hiện hữu tại Thanh Nguyên. Dẫu biết rằng còn lắm nhiều cái gian trưng phía trước, nhưng càng gian trưng chúng ta bước lên được thì chúng ta mới tiến gần đến quả vị. Tại vì chúng ta không chứng đạt được cái niềm tin, cái ý chí, thì quả vị của chúng ta nó không trọn vẹn ý nghĩa. Nên Thầy kính chúc quý vị một mùa Phật đản tràn đầy ý nghĩa và thiết thực, làm những cái việc thiết thực để cúng dường lên chư Phật. Chúng ta đừng chạy theo hình thức, chúng ta đừng chạy theo những cái giả tướng bên ngoài, tại vì nó không phải là Phật Pháp. Phật Pháp là những cái gì mà nó đem lại sự lợi lạc đích thực cho mỗi khi chúng ta mở mắt ra. Chúng ta thấy rằng cuộc đời này đáng quý, đáng trân trọng và đáng yêu thương. Chỉ có tình yêu thương mới cho chúng ta được cái năng lượng của cuộc sống. Và Thầy cũng cảm ơn cuộc đời, vì cuộc đời cho Thầy một ngày mai, để ngày mai đó Thầy tiếp tục đón nhận những mảnh đời có duyên với Thầy, để rồi bước tiếp trên con đường làm tròn sứ mạng của Như Lai. Thầy cảm ơn tất cả những đệ tử của Thầy đã tin tưởng và nương theo lời chỉ dạy của Thầy, để một mai vườn tuệ giác nơi Thanh Nguyên sẽ có được những bông hoa ngát hương thơm, có được những quả ngọt của đạo màu giải thoát. Có câu: thành quả của người sư phụ đó là sự thành trưởng thành của đệ tử. Nên sư phụ đang đón chờ những thành quả từ các con trong cuộc đời. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình thì gói gọn trong ít phút vậy, nhưng Thầy muốn quý vị lưu giữ, truyền tải những cái tình cảm chân thật của cuộc sống, để chúng ta có mặt với nhau trong cuộc đời này thì chúng ta hiểu được đâu là giá trị chân thật. Sau buổi lễ này, mời tất cả quý vị xuống bên dưới, chúng ta dùng lại miếng mì Quảng đậm chất quê hương Quảng Nam của Thầy, và cùng chia cái bánh mà cái phước lộc chúng ta, cái bánh mà chúng ta dành lên dâng cúng chư Phật, tưởng nhớ đến ân đức mẹ cha và nghĩ đến tình thầy trò trong cuộc sống, để rồi mỗi chúng ta cảm nhận được cái sự ngọt ngào của hương vị giải thoát. A Di Đà Phật.